Rất nhiều nhà lục đục không vui, cơm không lành, canh không ngọt, cần mẹ ra tay cứu giúp. Kính lạy mẹ, mẹ lòng thương xót, là mẹ con, mẹ rất thương con, xin mẹ thương tất cả mọi gia đình. Kính chào cha và kính chào tất cả các cộng đoàn. Con đến đây, con từ ngoài Bắc, con tên là Nguyễn Thị Hiến, ở thôn An Châu, xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên. Con nghe được bạn con ở bên Đạo Phật, ở Đạo Giáo, con là người Đạo Phật, giới thiệu cho con về lòng thương xót Chúa. Và con được Chúa ban ơn cho con. Con mang một căn bệnh đau hết tê một mạng người, 3-4 năm nay đi lại khó khăn. Và con đã viết thơ gửi đến lòng thương xót Chúa. Con nhờ cha cùng cộng đoàn cầu nguyện cho con. Đến nay con đã khỏi tiệt cái bệnh đau chân và đi lại bình thường dễ dàng như trước. Con này, khỏi tiệt rồi. Người ta bảo đồ chết tiệt. Còn đây là chị là được khỏi tiệt và lại là một người đạo giáo giới thiệu đạo Chúa cho người đạo Phật. Ai là người đạo giáo đâu giơ tay. Không hiểu đạo giáo là gì à? Ông đạo gì? Hả? Con là người ngoài đạo ạ. Đạo nào cũng không giơ tay. Tôi hỏi lại là ai là người đạo giáo đâu giơ tay. Đạo giáo tức là người công giáo á, tôi gọi là đạo giáo. Chúa tôi cái bà này sợ quá, Giê-xu có phải hay không? Thế từ của người ta bên người không phải công giáo, ta gọi công giáo mình là đạo giáo. Còn họ là đạo, đây là đạo Phật. Có người thì bảo con là đạo bên lương, có người bảo con là đạo ngoại đạo. Còn gọi người công giáo là đạo giáo, đó là cái từ mà anh chị em nghe riết ở đây lên làm chứng rồi cũng quen. Cô này là cô ấy đạo Phật. Rồi người đạo giáo giới thiệu như thế nào để cô biết cô đến đây cô được chữa lành? Dạ, cô chị bảo là con có bệnh thì con cứ đi là vào lòng thương xót Chúa để Chúa ban ơn cho. Thế là con tin vào Chúa là con cũng theo luôn lời của chị khuyên. Và con trước khi đến với Chúa để con vượt qua mọi khó khăn thử thách, vì chồng con cứng tin, không đồng ý cho con nghe những cái lời nói của chị khuyên. Nhưng mà con cũng cứ viết thư trộm và con cầu nguyện trộm. Viết thư trộm nha. Viết thư trộm là viết thư làm sao? Viết hả? Con viết thư giấu chồng con, không cho chồng con biết. Xong đến lúc mà con được mang ơn, thế là chồng con nghe những bài giảng của Chúa là chồng con cũng tin luôn và động viên cho con đi vào làm chứng cho cha. Hallelujah. Chưa thấy tuyệt vời không? Đó, Chúa của chúng ta như vậy đó. Không có thờ bằng môi bằng miệng mà thờ bằng cả tấm lòng. Nếu mà chỉ có hình thức môi miệng không được sở chạm đến Chúa được đầu thưa anh chị em. Mà những người ngoại đạo này họ thành tâm, những người bên giáo giới thiệu cho người bên lương rồi về đạo Chúa, rồi chị ấy
chồng chị thì không tin, cho nên chị phải viết thư trộm, viết thư khấn trộm. Rồi khi mà chị đến đây, chị được Chúa chữa lành rồi, thì chồng chị mới tin và lại động viên chị đến quay trở lại để mà làm chứng cho Chúa. Con, chồng con đã được nghe cái máy 300 bài giảng chưa? Đầu tiên thì con mở nhỏ, chồng con hỏi thì con hãi, con để tắt. Về sau chồng con cứ mở dần dần thì chồng con tin rồi thì con cứ bổ thấy Chúa. Thế là chồng con tin luôn ạ. Cái máy đó là ai cho con? Con bạn con mua hộ con, xong là con bây giờ con lại truyền cho một cái cô bạn mà con của cô ấy là bị bệnh đau, con động viên cô ấy đi vào với lòng Chúa thương xót, nhưng mà cô ấy chưa có điều kiện đi, thì bây giờ con đưa cho cô ấy để nghe. Và con có gì nghe không? Con không ạ. Sướng không? Sướng không? Sướng lắm chứ thưa anh chị em, mình có mà mình cũng đang thích, nhưng mà mình dám nhường cho người khác mà người đó cũng bên lương, mà người đó có con bị bệnh nặng hơn, cần hơn, nhường cho họ để cho họ được nghe. Và khi mình nhường cho họ, họ được nghe thì Chúa lại cho chị cái khác đấy. Cảm ơn cha cùng cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chúng con được phúc lành và cất khỏi những nỗi u buồn và bệnh tật. Chị đeo gì đây biết không? Con đến đây là con cũng mua để nãy con dâng lên cha làm phép, bây giờ con có đeo luôn mà. Đó hơi hay quá. Chị... Hôm con đi thì có 6 người bên đạo Phật nó cũng gửi con thơ để vào xin cha và cùng cộng đoàn để cầu nguyện cho gia đình người ta để được bình an. Rồi, cảm ơn chị nha. Kính lạy mẹ ban muôn phước lành, cho nhà nhà được trọn niềm vui. Nay không còn cảnh chia lìa, nhường nhịn nhau không tranh chấp. Kính lạy mẹ, mẹ lòng thương xót, là mẹ con, mẹ dưỡng thương con. Xin mẹ thương tất cả mọi gia đình, cầu mẹ thương như lòng Chúa xót thương. Dâng muôn nếp xưa lên mẹ.